Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về tử vi 12 con giáp. Cùng xem ngày sinh may mắn của tuổi 12 con giáp. Một lớn, ngày sinh may mắn của tuổi Tỵ Dậu Sửu. Đây là những con giáp thích suy tư, nhìn xa trông rộng và thực dụng. Họ sống mục đích, tự tin, cương quyết, kiên trì, không dao động, có cá tính mạnh mẽ và những khả năng phi thường. Vậy ngày sinh may mắn của tuổi Tỵ Dậu Sửu là những ngày nào? Mời các bạn đón xem. Một, những ngày may mắn cho những người sinh năm Tỵ, tuổi Rắn. Ngày may mắn là ngày mùng 1, ngày 23 tháng Bất Kỳ theo lịch âm. Những người sinh vào ngày mùng 1 của tháng trong năm Tỵ có nhiều sự kiện hạnh phúc hơn trong cuộc sống và họ có mọi thứ diễn ra tốt đẹp trên đường đời. Những người sinh vào ngày 23 sẽ nổi trội hơn cả về lòng dũng cảm và trí tuệ. Họ được tôn trọng và không sự nghiệp trơn tru cùng với cuộc sống hôn nhân hài hòa viên mãn. Hai, những ngày may mắn cho những người sinh năm Dậu, tuổi Gà. Ngày may mắn là ngày mùng 4 và ngày 26 của tháng Bất Kỳ theo âm lịch. Những người sinh vào ngày mùng 4 là những người thẳng thắn, trung thực trong cuộc sống. Họ sẽ có một danh tiếng thời tuổi trẻ và họ sẽ có một cuộc sống giàu có và an nhàn trong độ tuổi trung niên. Những người sinh vào ngày 26 có một món quà để kinh doanh và họ sẽ không bao giờ lo lắng về cái ăn và cái mặc trong suốt cuộc đời của họ do tài sản thường tìm đường đến với họ. Ba, những ngày may mắn cho những người sinh năm Sửu, tuổi Châu. Ngày may mắn là ngày 13 và ngày 27 của tháng Bất Kỳ theo lịch âm. Sinh vào ngày 13. Những người sinh vào ngày 13 là những người có đầy đủ hứa hẹn và rất được tôn trọng. Họ và con cái của họ sẽ không phải lo lắng về cái ăn cái mặc khi họ đang gặp rắc rối. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè hoặc quý nhân khác. Sinh vào ngày 27. Mọi người sinh vào ngày 27 năm Sửu đều rất may mắn. Đàn ông là người thẳng thắn, trung thực và hào phóng, sẵn sàng làm điều gì đó mà không nề hà bất chấp những khó khăn và cản trở. Họ có xu hướng trở thành người giàu có và có một người vợ tốt. Còn phụ nữ thì thông minh và thanh lịch và có cuộc sống hạnh phúc và bền lâu. Hai lớn, cùng xem ngày sinh may mắn của tuổi Hợi Mão Mùi. Đây là những con giáp có tinh thần hợp tác, lịch thiệp, ngoại giao tốt. Họ có xu hướng nhạy cảm, dễ thông cảm, sống chan hòa, thích giao lưu và thân mật. Họ không phải là người liều lĩnh, cuồng nhiệt hoặc xảo trá. Họ mang đến sự dịu dàng, ân cần, chăm sóc. Bạn có biết ngày nào là ngày may mắn của Hợi Mão Mùi không? Hãy cùng chúng tôi theo dõi dưới đây. Một, những ngày may mắn cho những người sinh năm Hợi, tuổi Lợn. Ngày may mắn là ngày 17 và ngày 24 của tháng Bất Kỳ theo âm lịch. Sinh vào ngày 17. Mọi người sinh vào ngày 17 năm Hợi sẽ hơn những người bình thường về trí thông minh và lòng can đảm. Do đó họ sẽ được hưởng danh tiếng quyền quý, thêm vào đó là sự uy tín trong xã hội. Sinh vào ngày 24. Những người sinh vào ngày 24 của năm Hợi đều là những người tốt và có năng lực chuyên môn. Do đó họ được tôn trọng bởi những người từ mọi tầng lớp xã hội và tiếp đến là họ sẽ đạt được cả danh tiếng và sự giàu có. Hai, ngày may mắn cho người sinh năm Mão, tuổi Mèo. Ngày may mắn là ngày 26, 27 và 29 của bất kỳ tháng âm lịch. Sinh vào ngày 26, những người sinh vào ngày 26 trong năm Mão đều thông minh và được tôn trọng. Kỹ năng chuyên môn của họ mang lại cho họ một địa vị xã hội và thu nhập cao và họ sẽ sống một cuộc sống trường thọ yên bình. Sinh vào ngày 27, những người sinh vào ngày 27 trong năm Mão đều thông minh và thích học. Họ sẽ mang lại vinh dự cho tổ tiên dòng họ và sẽ có cuộc sống giàu có và cuộc hôn nhân viên mãn. Sinh vào ngày 29, những người sinh vào ngày 29 trong năm Mão đều may mắn, đàn ông rất thịnh vượng trong kinh doanh, còn phụ nữ thì thông minh và tốt bụng, và họ là người vợ đảm đang, giỏi về nước, đảm việc nhà. 3. Ngày may mắn cho những người sinh năm Mùi, tuổi Dê. Ngày may mắn là ngày mùng 7 và ngày 30 của tháng Bất Kỳ âm lịch. Sinh vào ngày mùng 7, những người sinh vào ngày mùng 7 của năm Mùi đều ngoan ngoãn và khoan dung và sống hòa đồng với hàng xóm và đồng nghiệp, họ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Sinh vào ngày 30, những người sinh vào ngày cuối cùng, ngày 30 của tháng trong năm Mùi đều may mắn, rất tài năng và dễ dàng thành công trong cuộc sống. Ba lớn, cùng xem ngày sinh may mắn của tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi Dần, Ngọ, Tuất là những người có tinh thần tự do, thiên về tình cảm, chủ quan, nông nổi và hiếu động. Ngọ là nhà chiến lược, Tuất là sự quyết đoán và cái nhìn xuyên suốt sự việc, Dần mạnh mẽ, nóng nảy. Vì vậy, ngày sinh sẽ tiết lộ cho bạn biết về những ngày may mắn của mình. 1.
Những ngày may mắn cho những người sinh năm Dần, tuổi Hổ. Ngày may mắn là ngày 16 và ngày 27 của tháng Bất Kỳ theo âm lịch. Sinh vào ngày 16, người sinh vào ngày 16 của bất kỳ tháng nào của năm Dần sẽ sống một cuộc sống phong phú và đầy màu sắc, và bạn sẽ đạt được nhiều danh tiếng và sự giàu có. Có thể họ sẽ có nhiều mối quan hệ lãng mạn vươn xa hơn. Sinh vào ngày 27, người sinh vào ngày 27 của tháng trong năm Dần đều có khuynh hướng tăng tiến trong sự nghiệp của họ nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, và cũng sẽ có một cuộc sống hôn nhân hài hòa với nhiều con trai và cháu trai nối dõi. 2. Những ngày may mắn cho những người sinh năm Ngọ, tuổi Ngựa. Ngày may mắn là ngày mùng 5 và 20 của tháng Bất Kỳ theo lịch âm. Sinh vào ngày mùng 5, người sinh vào ngày mùng 5 trong năm Ngựa là người đều có đầu óc nghệ thuật, và họ sẽ rất thành công trong sự nghiệp của họ thông qua công việc khó khăn. Sinh ngày 20, những người sinh vào ngày 20 của năm Ngọ đều được ban phúc, giàu có, mạnh mẽ trong cuộc sống, họ sẽ được tận hưởng một gia đình rất hạnh phúc. 3. Những ngày may mắn cho những người sinh năm Tuất, tuổi Chó. Ngày may mắn là ngày 7 và ngày 28 của tháng Bất Kỳ theo âm lịch. Sinh vào ngày mùng 7, những người sinh vào ngày mùng 7 của năm Tuất sẽ sống lâu hơn do sức khỏe tốt, và họ cũng dễ dàng có được sự thịnh vượng. Sinh vào ngày 28, người sinh vào 28 trong năm Tuất đều thông minh và được tôn trọng, và sẽ có một địa vị xã hội cao, đồng thời sở hữu một gia đình lớn. 4. Lớn. Cùng xem ngày sinh may mắn của tuổi Thân, Tý, Thìn. Có những ngày may mắn trong 12 con giáp, những người được sinh ra trong những ngày may mắn của họ sẽ được ban cho những tài năng đặc biệt, một số rất thông minh và một số có thể có cuộc sống bình yên và an lành. Bạn có biết ngày nào là ngày may mắn của bạn không? Có điều gì đặc biệt bạn nên biết về những ngày may mắn của mình không? Đây là câu trả lời cho tuổi Thân, Tý, Thìn. 1. Ngày may mắn cho những người sinh năm Tý, tuổi Chuột. Những ngày may mắn là ngày mùng 4, 13 và 30 của bất kỳ tháng nào theo âm lịch. Sinh vào ngày mùng 4, người sinh vào ngày mùng 4 hàng tháng âm lịch trong năm của tuổi Tý đều thông minh và thích học, sẽ kết hôn với một người chồng hoặc người vợ tốt, họ sẽ sống một cuộc sống ổn định. Thời tuổi trẻ có con và giàu có trong độ tuổi trung niên, sống một cuộc sống hạnh phúc ở tuổi già của họ. Sinh vào ngày 13, những người sinh vào ngày 3 của tháng trong năm sẽ có phúc lành vô hạn và may mắn, có xu hướng thành công trong sự nghiệp của họ, và họ sẽ sống lâu hơn với sự giàu có và dồi dào của cải. Sinh vào ngày 30, những người sinh vào ngày 30 của tháng Bất Kỳ trong năm Tý đều sống động, công bình và thông minh, thích làm việc tốt, và họ sẽ không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Họ sẽ sống một cuộc sống giàu có trong độ tuổi trung niên của họ và cũng sẽ sống lâu. 2. Những ngày may mắn cho người sinh năm Thìn, tuổi Rồng. Ngày may mắn là ngày mùng 1 và ngày 16 của tháng Bất Kỳ theo âm lịch. Sinh vào ngày mùng 1, người sinh vào ngày mùng 1 của năm Thìn sẽ có một sự nghiệp rất suôn sẻ trong cuộc sống, và họ dễ trở thành quan chức cao cấp. Sinh vào ngày 16, người sinh vào ngày 16 của năm Thìn đều thông minh hơn những người bình thường, và họ sẽ có một sự nghiệp rất thành công. Họ cũng đạt được cả danh tiếng và sự giàu có do sự năng động của họ và sự tiếp thu nâng cao kiến thức mới từ cuộc sống. 3. Ngày may mắn cho người sinh năm Thân, tuổi Khỉ. Ngày may mắn là ngày mùng 4 và ngày 14 của tháng Bất Kỳ theo lịch âm. Sinh vào ngày mùng 4, những người sinh vào ngày mùng 4 của tháng trong năm Thân sẽ có cuộc sống giàu có nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ và người lớn. Sinh vào ngày 14, những người sinh vào ngày 14 của tháng Bất Kỳ trong năm Thân đã được sinh ra giữa một ngôi sao may mắn. Những người này cũng rất có khả năng lãnh đạo và sẽ hoàn thành rất nhiều công việc mong muốn, kèm theo sức mạnh và sự danh tiếng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.